Guardian, lính đánh thuê Chiri tham gia chiến sự Armenia, Azerbaijan. Tờ báo Anh nói có dấu hiệu của các lực lượng nước ngoài can dự vào tình hình chiến sự tại nagorno karabakh giữa Armenia và Azerbaijan. Theo Guardian, có ít nhất ba tay súng Chiri thiệt mạng trong những cuộc đụng độ ở chiến trường nagorno karabakh Những người này thuộc lực lượng chống chính phủ ở Chiri tính đến ngày 1 tháng 10, giao tranh xuất phát từ tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước ven biển Caspi đã bước sang ngày thứ năm, dẫn nguồn thạo tin. Guardian nói các tay súng Chiri có thể là nhân sự hợp đồng cho những công ty an ninh Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động ở Azerbaijan. Chính phủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã công khai ủng hộ mạnh mẽ Azerbaijan. Trong khi đó, Nga đang là đồng minh quân sự của Armenia, dù Moscow vẫn có liên hệ và bán vũ khí cho hai nước. Điều này làm gia tăng nguy cơ xung đột leo thang lên cấp độ khu vực. Giới quan sát lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ mở ra mặt trận thứ ba trong đối đầu với Nga sau chiến trường Chiri và Libya. Chính phủ Armenia cáo buộc Azerbaijan sử dụng pháo binh hạng nặng ở tiền tuyến trong các cuộc đụng độ ngày 30 tháng 9, khiến ba dân thường thiệt mạng tại thị trấn Matekut. Ở chiều ngược lại, Azerbaijan nói nước họ đã ghi nhận 14 trường hợp dân thường thiệt mạng vì chiến sự kể từ ngày 27 tháng 9 đến nay. Azerbaijan cũng khẳng định đã bẻ gãy một số đợt phản công từ Armenia. Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan đều phủ nhận có nhân sự Syria tham chiến ở Nagorno, Karabakh. Hai nước này còn cáo buộc Armenia được tăng viện từ các nhóm dân quân người cớt. Một số nguồn tin tại Idlib, thành trì cuối cùng của quân ly khai tại Syria, tiết lộ các chỉ huy và người môi giới đang tìm thuê người bảo vệ trạm giám sát và cơ sở dầu khí ở Azerbaijan thời hạn làm việc khoảng 3 đến 6 tháng, với thù lao mỗi tháng lên đến 7.000 đến 10.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 900 đến 1.300 USD. Azerbaijan có lực lượng vũ trang hiện chiến và vũ khí hiện đại. Việc họ huy động thêm lính đánh thuê Chiri vì vậy khiến một số nhà quan sát băn khoăn. Tuy nhiên, có thông tin cho thấy quá trình tuyển lính đã bắt đầu từ một tháng trước cùng với việc quân đội được triển khai rất nhanh ra khu vực tiền tuyến sự hiện diện của lực lượng syria cho thấy azerbaijan có thể đã lên kế hoạch từ sớm cho chiến dịch quân sự này